Đây là cái phần cây thạch anh mà sáng nay mình vừa mới cắt luôn nè các bạn. Thì thông thường mình cắt tới đâu mình gửi đi tới đó, mình không cắt trước, mình cũng không cắt qua đêm. Và để gửi đi tươi nhất á, thì mình gói trong cái giấy này và mình để trong những cái thùng giấy như thế này để đảm bảo là nó không có bị hầm hơi, bị úng. Các bạn nào mà không lấy phần lá thì nhắn cho mình biết để mình gỡ phần lá ra. Khi mà mình gỡ phần lá ra thì cái phần thân này mình mới gửi đi xa được, mình có thể gửi đi tận ngoài Bắc. Còn nếu các bạn ở trong Nam thì mình gửi cả phần lá ha. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn vừa ăn lá mà vừa có thân để trồng thì mình chỉ gửi ở những cái khu vực rất là gần, đi trong vòng 1 đến 2 ngày thôi. Bởi vì khi mà đi quá cái thời gian đó, cái thùng hàng của mình gửi trên xe vận chuyển đó, nó sẽ bị hầm hơi và lá tới nơi thì nó cũng sẽ bị héo. Đó là lý do mà rất là nhiều cái vườn khác người ta không gửi lá là vậy. Mọi người hãy thông cảm cho các vườn, tại vì đây là cây tươi mà mình đâu thể nào mà đảm bảo khi mà cắt ra khỏi thân mà nó vẫn còn tươi được, đặc biệt là đóng trong cái thùng hàng kín nữa. Cho nên là những cái vườn khác á, người ta gửi như vậy cũng hợp lý. Các bạn nếu mà có mua được cái vườn nào gần các bạn thì các bạn cứ mua như vậy nha. Đó. Rồi bây giờ thì mình gói cái cây này như thế này nè các bạn. Ở những cái vườn khác mình cũng mong là họ sẽ gói cẩn thận như thế này để đảm bảo cho các bạn là cái cây á, có phần lá nó tươi nhất có thể. Gói như thế này nè. Mình gói như thế này á, thì cái phần lá nó sẽ bị nó sẽ không có bị dập. Và hai cái cây như thế này á, thì mình gói thành một bó như vậy á, cái lá nó sẽ không bị dập vào nhau và đảm bảo là cái giấy này nó cũng sẽ hút ẩm cho mình tốt hơn nữa. Những cái cây còn lại mình cũng sẽ gói tương tự, sau đó là mình đóng trong cái thùng này, mình đóng trong cái thùng này rồi mình gửi đi. Các bạn nào, anh chị nào mà không dùng phần lá thì nhắn cho mình biết. Khi mà mình tách lá ra thì mình gửi đi nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều và đỡ tốn công nữa. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe nha. Để đảm bảo cho cây thạch anh được tươi và sống tốt thì các bạn nhớ nhân giống bằng cách là một cái thân như vậy, các bạn cắt khoảng 4 đến 5 mắt lá thôi, không cần cắt dài đâu, 4 đến 5 mắt lá. 4 đến 5 mắt lá rồi mình ghim xuống cái chỗ mát, sau khoảng chừng 2 đến 3 tuần thì mình đưa ra ngoài nắng bình thường, lúc đó thì rễ nó đã mọc rồi. Cây này nó mọc khá là chậm, thậm chí là có thể đến hơn một tháng nó mới bắt đầu nhú mầm. Cho nên anh chị nào mà nhân giống á, thì phải có tính kiên trì, mình phải kiên nhẫn với nó. Sau 3 tháng thì bắt đầu nó ra được những cái mầm ngắn ngắn, những cái mầm ngắn ngắn khoảng chừng một gang tay. Và sau khoảng sau 3 tháng đó thì các bạn bắt đầu nhân giống được. Cây này nó sống khỏe nhất trong khoảng từ 1 đến 2 gang tay thôi. Ngoài ra 2 gang tay á, thì bắt đầu nó yếu dần, cái thân nó teo lại bớt. Cho nên các bạn nhân giống để làm giống trong vườn nhà đó thì mình độ cái khoảng đó để mình nhân giống và mình sử dụng là tốt nhất nha.